Xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Copy của mình nha. Thì hôm nay mình dắt các bạn đi tham quan cái mô hình nuôi của một chú ở bên quận 11 nha các bạn. Chú này thì đam mê lan, lan rất nhiều và cá cũng rất nhiều luôn. Đây giờ mình sẽ quay đây cảnh lan cho các bạn xem, rồi giờ mình đi vô cái cá cho các bạn xem nha. Đây là phía trên sân thượng nha, mình quay trên sân thượng quay xuống nha các bạn. Đây là những bầy cá con của ảnh, của chú nè. Chú cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng đây 50 rồi mà đam mê đó các bạn. Đây là bầy coi sọt nè, coi sọt để trống không à, để nuôi. Bên đây là giống nè, mái trống mái đó các bạn. Đây coi sọt đây. Đây chú để làm giống nhiều. Ở trên là chú để nuôi cá con thì nhiều. Đó, rất dày nha, nuôi nước rất trong. Rất dày. Cá rất dày luôn các bạn. Và khỏe lắm. Cá bên này rất là khỏe luôn các bạn. Chú có chia sẻ với mình á, thì đây có một cái giàn lọc các bạn. Bên đây nè, đó cái giàn lọc này là chú đầu tư là 18 triệu để mà lọc nuôi cá, nuôi đồ là sử dụng trong nhà luôn các bạn. Nên á chú nuôi á là những cái nước rút lúc mà thay nước á, chú là chú rút cạn gần cạn đáy luôn, mà chú bơm vô luôn cá vẫn khỏe nha. Là do cái hệ thống lọc này rất là tốt về cái là con cá đã nuôi trong cái môi trường đó từ lâu, từ nhỏ lớn á, là nguyên nguồn nước này á thì rất là tốt, nên giờ là cá không có bệnh tật chết gì nữa đó. Từ lúc đầu tư cái này tới giờ là không cần xài thuốc gì đâu hết đó. Nên các bạn có nhà mà có điều kiện sắm cá nha, 18 triệu thôi, rẻ à. Đó, bên đây là cái chỗ trữ nước này các bạn, trữ nước của cái bể lọc này, bể lọc này trữ qua đây đó, mình thấy cái này là hay nhất rồi. Cũng đây nữa, đây là bầy ốc táo con các bạn. Chú cũng nuôi ốc táo luôn, nuôi ốc táo con. Đây là hồ ốc táo giống nè. Đó, đây những cái hay của chú là nuôi ốc táo giống luôn, ốc nó đẻ nè, đẻ ở trong này các bạn đó, đẻ rất nhiều, đẻ là chú kêu là nó mình ở cái là mình canh vớt qua bên đó mình nuôi dưỡng lên. Dưỡng lên là cũng có người tới thu. Hay là mình cũng mê cái bầy lan nè các bạn. Lan là rất đẹp luôn, nhiều quá. Mấy cái lan giá trị không nha. Thôi. Đây là trong chiếc bán luôn rồi. Chiếc bán đó nè. Tên nói với loại này một nhánh với là anh chịu. Một nhánh chịu. Giả hạt nó là giả hạt mà. Dạ. Thấy bông của nó. Nó bông đẹp mà, bông giả hạt. Thơm nữa nha. Gửi tới đây tọt. Ăn đêm thì nó sẽ bốc mùi thôi. Thấy không? Nè, mấy là khoảng đây là ninh xuân. Ninh. Cây đó là đặc biệt Tết mới nở không? Hay vậy? Mà một nó là tính bằng ký, một ký của nó là 1.2 triệu. À, tính ký. Đây là giá tiền không á, đây là. Dù cây này em nhìn nó thấy đơn sơ phải không? À. Nhưng mà em cầm một bó nhưng mà một nó tính bằng nhắn. Đây là nếu mà ở ngoài nó bán cũng ít nhất cũng phải đúng. Cái này nhìn nó đơn sơ không có gì hết. Nó đơn sơ vậy. Nó rợn nở bông. Nó nở ra, rất thôi. Này kêu bằng trầm tiếng. Còn mấy cây thầm thầm là giả hạt. Nó giả hạt là nó sẽ thầm xuống. Trồng cỡ nào nó cũng thầm. Không quen cũng có người ta bán giả hạt giả nữa. Có. Nó cũng có loại che thầm thầm xuống. Nhưng mà ngoại trừ mua giả hạt, ngoại trừ nó đã bông mình mới biết thôi. Dạ. Còn không nở là tại vì em cũng bị mua gạt hết lần rồi. Ở đường Bắc Hải. Ôi Bắc Hải là trồng rồi. Mê lắm nha, thấy đẹp nhiều nhiều xuống mà chưa ra bông. Giống như đi mua nè, anh thấy không? Nó nguyên một bụi giả hạt, giống như nó trồng nguyên một bụi giống vậy đây đúng không? À. Rồi mình mua, chịu giá vô bao nhiêu tiền thì nó sẽ cắt ra khúc. Đó, giống như nó trồng nguyên một mảng vậy nè, rồi bắt đầu nó cắt ra.
nó cắt ra khúc khúc vậy nè, nó bám mình. Thay vì mình về mình ốp vô mình trồng trồng vô cái giá thể lớn, mà nó trồng để gì tự nó cũng lên. Mình dễ nhảy nè, nhảy tùm lum luôn. Hồi này rồi phải bón phân rồi không anh? Bón chứ. Có. Hồi như này bón sao anh? Mà máy không? Máy không à, anh? Bây giờ nó có phân nó luôn. Mình chọn phân sẵn. À. Đút ống vô. À. Tự nó phân đều. Rung à. Còn hơn đều hơn là mình tưới à. Đúng giờ đúng giấc luôn. Đây để mở cho coi. Chưa? Đó, phun rồi các bạn. Phun cá luôn sao hả? Đâu, tại vì mà phun thử thôi. À. Hệ thống phun vậy đó. Thấy đều không? Không đều các bạn. Đều luôn á. Đây là ảnh phun sương tứ lan. Giống như mưa phùn vậy. Quá đẹp. À, nhìn giống như sương mù vậy. Nó hợp nhẽ luôn á. Dạ. Rồi đó ha. Dạ. À, đây các bạn, mình dắt các bạn xuống phía dưới xem nha. Đây nhìn cá này các bạn mê không? Ở nhà mà có một hồ vài hồ như vậy thôi là muốn mê rồi. Ở đây là nguyên một tràng luôn các bạn, nguyên một tràng hồ luôn, nguyên là cá dày, cá coi sọt mà dày như vậy luôn các bạn. Mấy em này đang đói nè nên mấy em đang rất là hiếu động. Coi sọt nha, coi sọt nha, coi sọt nha. Ủa cái này không phải coi sọt. Bên này coi sọc nè, đẹp quá trời luôn. Mấy con coi thích ghê á, là do mình đừng nuôi coi á. Mình thích mấy con coi ghê lắm. Đây là mấy bà coi sọc rì bông nè. Có rì bông luôn. Form cũng chuẩn nè. Đây. À nhà của chú này thì không có bán lẻ nha các bạn, nên các bạn đừng hỏi địa chỉ của mình. Chú đừng để sĩ hết rồi. Rồi, đây cũng là cái con rất nhiều nha. Nói chung là nhà toàn các con nè. Một hồi xíu thì mình có con này các bạn. Hồi xíu thì mình có con không. Đây cũng là coi sọt nè. Nhìn nói chung là vô tới cái nhà là thấy phê rồi các bạn. Vô tới cái mô hình đây là thấy phê rồi. Đây, đây là sai chuẩn bị xuất bán nè. Quá đẹp luôn. Đây là coi sọt thường không có rì bông. Đây là bò lon rét, bò lon rét mắt đen nè, bò lon có biểu rét là mắt đen nè, hàng đây hàng nhập. Thì chú cũng chia sẻ là lúc mà mới chơi tới giờ là mua cái giống không cả trăm chai rồi các bạn, cả trăm chai rồi, mua cái giống không cả trăm chai rồi, rất là pro nha. Chú không có bán lẻ tại do là cũng có người thu sĩ nên chú không có bán lẻ nha các bạn. Các bạn đừng hỏi địa chỉ của mình nữa, mấy các mình cũng ngại lắm, mình cũng gì. Đây bà mấy bà các con nhiều quá trời luôn, hồ nào cũng dày luôn các bạn ơi. Tại do chú nuôi cái con giống hơi bị nhiều. Và mình cũng thấy một cái điều hay là các bạn phải để cái lồng đẻ này các bạn. Rất là hay luôn. Áp vô cái kính là con mình có thể ngắm được con cá luôn nè. Cắt cái ô này, cắt ô này cái là mình có thể ngắm được con cá luôn. Đó. Không? Ngắm cá rồi coi thử cá bệnh cá hoàng gì không. Hiện tại là chú kêu là mấy tháng nay là không cá bệnh nữa, cá không có bệnh nữa tại do cái nguồn nước của chú nè. Chú làm cái hồ ở đây mà trữ nước mà giờ cái này không có tác dụng luôn, giờ bỏ luôn trên đây luôn, bỏ luôn. Là cái hệ thống ở trên nãy cái mình có review với các bạn xem á, phía trên á là bơm thẳng trực tiếp xuống đây luôn, phía trên là bơm thẳng trực tiếp xuống luôn, rút nước cạn đáy tới đây luôn, đủ cá bơi thôi, là bơm nước trực tiếp luôn, cá rất là khỏe nha các bạn. Đây các bạn thấy không, đây là một khu rất đẹp. Và cái thùng nước mát phải không? Và mình thấy là chú đam mê nhưng mà rất là sạch sẽ đó các bạn này. Bình thường mình đi review những cái chỗ cá khác á là nhìn ở dưới chân của nó là không, rất là dơ, nhưng mà nhà chú này rất sạch sẽ luôn, hồ cá cũng rất sạch sẽ luôn. Đây là mình thấy là đúng là đam mê và rất là kỹ trong không vấn đề là vệ sinh luôn các bạn. Nè các bạn nhìn đây, giờ mình không review nhiều rồi nha, mình review nhiều cho các bạn xem rồi, nhưng mà giờ để review phía dưới luôn, dưới rất là sạch, kinh hồ luôn, sạch rất là sạch kinh luôn các bạn.
Rồi review cá tiếp cho các bạn xem đây. Blue Topaz. Blue Topaz đây cũng hơi bị nhiễm nè. Mà nó đẹp. Có những con lên đẹp ghê. Đây cá tơ hả các bạn. Rất đẹp. Bên đây cũng coi sọc. Bên đây chúng làm dòng chủ yếu là Blue Topaz. À bên đây cũng có HP Red Row nè. HP Red nè. À con mái cũng chưa lên râu lắm nên cũng không có đẹp, chưa đẹp lắm, chưa chuẩn. Con mái mà chuẩn là mấy triệu. À, có mấy bạn hỏi mình về con mái HP Red Row ở trên cái trại bên kia á, thì mình cũng trại đó cả chiều bạc cặp nha các bạn. Mấy con mà HP Red Row đẹp á, cả chiều bạc một cặp á. Nên các bạn hỏi địa chỉ cho mình cũng ngại. Mình không có chỉ được. À full gold này các bạn đẹp chưa? Cá ở đây rất là khỏe luôn, bao khỏe luôn á. Mái phun tay lên đẹp quá trời luôn. Mái lên phải lên tay lanh quá, quay không kỹ được luôn. Đây mấy bà HP Red, HP Red Center lên đủ bán rồi. Giờ một cái mô hình như vậy các bạn, mình đi quay thường thường mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái mô hình của từng người chơi, chứ mình không có đi sâu vào vấn đề buôn bán nha các bạn. Nên các bạn thông cảm mình. Mình có nói cái gì về hỏi địa chỉ mình thì mình hạn chế mình chia sẻ nha. Tại do cái đó là mình cũng làm đây, mình muốn làm lâu dài, mình muốn không ai ghét mình, nên mình cứ đi làm vậy đó. Mình không có muốn làm cái này làm cái kia để mà người ta, người này nói người kia nói á. Các bạn cũng thông cảm, mình không có đưa địa chỉ được. Đó cái vấn đề đó, mình không muốn ai ghét mình hết. Mình không muốn là mình muốn là ai đi tới, mình đi tới đâu người ta cũng tiếp mình, người ta cũng cho mình quay, chứ không phải là mình đang rất là sợ. Các bạn hiểu không? Đó, ví dụ mày quay bên kia rồi, mày quay bên tao làm gì nữa, cái dạng vậy đó. Nói chung là mình là hòa đồng, mình muốn chơi hòa đồng, mình muốn phát triển cái phong trào copy lên. Nên các bạn hạn chế hỏi mình cái địa chỉ nha, tại do mình không có đưa được, chứ không phải là gì hết. Mình muốn đưa nhưng mà đưa cũng được đâu, đưa rồi mất công sau này mình đi làm không được nữa. Mình đi được vài nhà cho các bạn xem rồi lần sau á, những người kia không cho mình tới nữa, dạng vậy. Nếu các bạn thông cảm nha. Đây là cá. Thì mình cũng tâm sự một xíu luôn. Thì mình không quay clip cái mặt của mình trong clip này nữa thì có lý do. À, có một vài bạn lên chửi mình kêu đưa cái mặt gì giống như nói chung là nói tục với đi tiểu rồi mặt gian gian, thì thực sự là cái clip mình đưa mặt mình lên thì thấy mình gian, thì mình đó là mình chấp nhận. Nhưng mà các bạn đừng có đánh giá con người qua cái vẻ mặt người ta trên clip nha. Nói chung là mỗi người nếu mà đánh giá qua khuôn mặt á thì các bạn nhìn rất là ngắn luôn. Thực sự là mình rất buồn nói mình như vậy. Mình cũng muốn chia sẻ, mình muốn đi đến các anh em để mà mình muốn chia sẻ, mình muốn phát triển cái phong trào đi lên. Và đôi khi một số thành phần như vậy cũng làm mình chạnh lòng, mình làm mình có thể là suy nghĩ lại về có thể mình có làm nữa hay không. Thực sự là như vậy. Còn những anh em ủng hộ mình thì mình rất là xin là cảm ơn anh em nha. Rất cảm ơn anh em đã ủng hộ mình. Rồi cuối video thì mình muốn tâm sự như vậy thôi. Mong mọi người có thể đón nhận và tham khảo cái mô hình này và có thể là phát triển đam mê của mình thôi nha. Rồi xin chào mọi người, mình không quay mặt bữa nay nha. Xin chào.